Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, 26 tháng 8, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay xin được phát hình phần 39, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Dạ thưa anh, hỏi thêm anh về chuyện tù, cái suy nghĩ tù, cái chuyện anh vừa mới mô tả là cái chuyện bên ngoài. Còn người ta thì sống thì mình nói nó có phải có một tia hy vọng nào anh có? Bởi vì quá khứ của anh nhìn rõ con người, anh nhìn rõ, nhưng mà anh có nhìn thấy tương lai là có một ngày nào đó anh ra tù, hay là họ sẽ đối xử với anh như thế nào, hay là có một cái mong mỏi gì khi mà anh đi tù, hay là anh... Bây giờ như tôi đã nói rất thật, cũng không thể nói rất thật hơn được. Từ ngày 13 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 4 rồi sau đó đi tù là ngày 22 tháng 6, 75. Rồi đi tù như ở ngoài Bắc, thích lắm, nói chuyện thích thì... Nhưng mà bây giờ nghĩ thế nào nữa? Chúng tôi ở Hoàng Liên Sơn, Thẩm Hiệp, lên nằm ở trong cái láng Thò Tay là trong cái sườn núi. Và những cái khu rừng đó là rừng nguyên sinh, nó có một cái cây gọi là cây giang, giang có dê. Thế bây giờ mới hiểu, cái rừng giang á, cọp nó cũng dám vào nữa. Nó đang chằng, đang chéo, rối tung đấy. Mà muốn chặt giang thì chỉ có bò thôi, bò như rắn á, rồi mới chặt ra rừng đỏ rồi rút ra. Cái chữ giang là giang nam là về vậy. Thì trong những cái trường hợp như vậy, rồi vác những cái gỗ vàng tâm dài 3 thước 8, đường kính 25 phân, mà cô vác không thể nào vác 4 người 6 người, vì chỉ có vác đầu và đuôi. Thì may quá có cái ông Thạch Yên người Miên, ông bảo thôi mày yếu ông ta, tao cho mày vác cái ngọn, còn tao vác cái gốc. Đi 9 cây số đường núi đầu trần chân đất vác một cây gỗ vàng tâm như vậy, nhưng mà cái khổ thể xác đó chưa bao nhiêu. Và anh bảo tôi nghĩ cái gì bây giờ, đúng là chim kêu vượn hú, trùng núi mờ ra là nó trùng điệp, thò tay qua cái láng nằm là trong cái sườn núi. Mà thấy cảnh khổ, cũng nhiều dùng đến chuyện cảnh khổ nữa. Tất cả mọi con người vậy. Tôi có cái thằng nhỏ, nó lùi cái nón lưỡi chai, nó mặc cái quần sáng hai cái áo xanh xanh. Thì ngày tụi tôi vào cái đoàn 776 đó, vào trong cái chỗ đó gọi là cái đèo tắt thở. Tôi ở tại 12, thì gặp ngay cái thằng nhỏ đó. Thì đến ngày 78 thì chúng tôi rời cái khu đó để về Thanh Hóa vì tàu sắp đánh Việt Nam. Thì thấy thằng nhỏ đó, nó mặc áo cùng bộ, áo cùng 2 năm trước. Thì tôi mới hỏi, ủa, thế từ ngày vào đây đến giờ chỉ thấy mày mặc bộ đồ này, ôi giời ơi, thế này là choán lắm rồi ấy, thế này là chỉnh lắm rồi đấy. Là một cái áo thun sọc sọc với cái quần xanh sẵn lên, mà bây giờ ông lớn lên tải xuống. Thế tôi hỏi, thế ban ngày có đi học không? Là có. Tôi đi học rồi, buổi tối qua học bài. Làm gì có đèn? Đấy, năm này là năm 78, không có đèn. Thế để rửa chân xong là đi ngủ tất. Ngày sáng đi học, thì chiều đi nông trâu rồi mới hơi tối rồi đi ngủ. Thế tôi hỏi học cái gì? Nó bảo cách mạng Việt Nam là cách mạng thế giới. Nó nói rất ngon lành. Thế tôi hỏi, trong một cái khung cảnh như vậy mà hỏi rằng là mình áo ước tương lai rồi gì, tôi cũng khó. Hoàn toàn không có một ý niệm gì hết. Và khi mà đi về tù ở Thanh Hóa, vô đến công an thì mới hiểu, à tù là cái gì. Khi bắt đầu vào cái Kiên Giang, mà do cái nhất là tôi nói về cái lần trước là Kiên Giang, là tại vì ngày 13 tháng Giêng, tháng 2 gì đó là Tết, ông Nam tổ chức tuyệt thực thôi tiếp 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 là để cho nó đỡ cực. Thế là nó nhốt lần Kiên Giang lần thứ nhất, đó là tàu đánh Việt Nam là ngày 17 tháng 2, thì hình như là tôi bị nhốt ngày 19 tháng 2. Nhưng mà nó nhốt đó là năm 79, để qua đến năm 80 anh thả. Rồi đến cái thứ hai là lần 7 tháng 9 1981 mới vào Kiên Giang lần thứ hai. Vào đó thì lúc đó trại từ 5.000 người nó để chuyển về Nam hết, còn 25 người anh em tôi, 25 đó là theo nguyên tắc nhất bắc võ bị, nhì rằng ri,
ba Bắc Kỳ di cư, bốn Catholic, là bốn cái số nhóm ra hóa ra từ một cái trại 5.000 người có tổng bộ trưởng đại tá rồi như bây giờ chỉ còn 25 anh em chúng tôi. Nằm bên cạnh tôi là Trần Xuân Lợi và Bùi Bồn, khóa 21 Đà Lạt là tiểu đồng 8 và tiểu đồng 1 tiểu quân lục chiến. Nên là khoanh chết, nhưng mà chưa chết hết, nhét vô là hầm, cùng chân lại vì cái vụ mà ở bên bên hải ngoại, in cuốn Peace and Prison of War thì sẽ thua rồi. Vì đó là vùng Thanh Hóa, phòng giam là nó ở trong cái khu kiên giam, mà những cái tay đầu trộm đuôi cướp vô mới mở cửa khu kiên giam là đã nằm bẹp ra khóc rồi, đã tự đem đi trong sống. Vì cái, ở trong đó có những người nó chết từ cái thời buổi nào, nó âm âm mùi tử khí, lạnh lạnh mùi tử khí. Cái người đưa tôi vào đó là anh Phạm Ngọc Đăng, là một người làm MC của nhảy dù ở đây, khóa 2A Đà Lạt. Nhưng anh chỉ đưa tôi đến cửa và anh nói tôi một câu: cái Nam ơi, làm sao mà sống bây giờ? Thì đưa vào đó phòng giam hai bề ngang một thước, bề dài hai thước, cao ba thước, ở trên có một cái lỗ để thông hơi. Con ruồi bay vô đứng luôn, con muỗi bay vô đứng luôn vì áp suất nó rất là cao. Thì trong những hoàn cảnh như vậy, anh hỏi tôi mơ ước cái gì, mơ ước cái gì, mong muốn cái gì. Thế mong hiểu sao tôi sống được đó, không hiểu sao tôi sống. Mà tôi mới hiểu ra lửa tam muội nó nóng đâu ở từ trong người á, nóng lắm, chứ không phải nóng ở ngoài, nó nóng từ trong, mà con mắt nó đỏ như máu vậy đó, vì cái nhiệt ở trong người nó bốc lên. Thì từ đó, từ ngày 7 tháng 9 1981, tôi bắt đầu luyện công theo cái kiểu ở trong cái việc Hồng Thanh Công lột đầu trên đất. Thì lại tự nhiên không lột đầu xuống đất được, chỉ một chân trống trở về chân bị cùng rồi. Thì tôi thấy được một điều, nó mắc mát, mắt nó mát đó, mong lại cái lột đầu ngoài. Thành thử tôi mới nhớ có cái ông Tám, ông đồ gì ông dạy tập thở, là cho hít vô để chạy xuống ở đan điền, rồi cho xin lỗi chạy qua rectum, qua hậu môn. Thì tôi đã vô tình, tôi nói vô tình thôi, tôi đã tìm được cái sống trong qua cái chết. Thành từ khi nó ra như vậy, xin lỗi, đi đại tiện toàn máu không à, nhưng mà nhờ cái máu đó, nó tất cả cái uất ức, giận hờn, khổ đau, nóng huyết nó đi ra luôn. Thì từng phút tôi nói với anh mấy phút, cho tôi phải tập từ 81 đến 83, 83 đến khóa 85 mới biết được các kỹ thuật đó, kỹ thuật thở. Và trời cho một điều, sao tôi thấy cũng có gì khó hết. Và từ đó tôi phải thấy ra những điều. Thấy điều gì? Là cái bắp mà nó phát cho tôi 400 mấy chục hộp một bữa đó là bắp tẻ, bắp cho heo ăn. Thành thử tôi chỉ ăn được từng hộp từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Thì ăn từng hộp một, thì có một hôm tôi ăn tôi nhả ra vì trúng cái răng sâu. Từ đó tôi hiểu, cái răng mà anh ngậm, hộp bắp anh ngậm trong miệng mà anh cũng nuốt được rồi, thì anh giữ cái gì cho anh? Có ngu cách mấy cũng hiểu ngay bài học mà ông Thanh Gióp đã học, mà trong Kinh Thánh có dạy cho người. Nhưng tôi không phải đạo Công giáo, nhưng mà tôi phải hiểu ngay. À, hạt bắp mà anh ngậm trong miệng rồi mà anh cũng phải nhả ra nữa, thì anh giữ cái gì cho anh này? Rồi trời nóng quá thì còn được cái cuộn xà lõng thì kéo ra rồi quay để cho thở. Mà tôi trăn truồng hơn cả Thanh Gióp nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 40, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây, qua những chuyện về sau của đời lính, về những người đàn bà trong trại năm Lam Sơn, về Đào Thị Nụ, về Vũ Thái Hòa và về cuộc đời của những người tù đã ám ảnh ông. Rồi từ đó tôi mới thấy ông Đạt Ma Sư Tổ, ông Chín Năm Diện Bích. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông thích ra sao ông đứng dậy ông đi. Ngay vậy. Mà ông bị ai trì xiết, ông bị cùm. Mà ông cũng bị có lo âu vì vợ, vì con, vì nước mất nhà tan. Ông cũng bị quản giáo hai ngã.
thì ông người thì tôi người, ông nghĩ thì tôi nghĩ. Nhưng lại cái đầu ông là ngọc vàng y bằng ngọc kết, còn đầu tôi bằng đất sét. À, ông nghĩ thì tôi nghĩ, ông tìm cái gì đó thì tôi biết. Rồi ông là thằng đạt ma sư tổ là cái phần của ông, còn tôi của người tôi thì tôi việc đầu tiên tôi sống thì tôi thấy nó cũng so, hóa ra cũng đáng gì hết. Đó, hóa ra nó cũng đáng gì hết. Khi nào mà nó thành công đi qua đi lại, tôi nghĩ thằng Papillon cũng bằng tôi, vì nó có được ăn đồ gì, nó hút thuốc đồ vậy, và không ai trì xét. Đó, cái phòng của nó lớn, thì còn cái phòng tôi khi mà đưa lên kia thì bước đằng trước 3 bước, bước đằng sau 3 bước, ngang dọc 21 gian căn phòng chìm bằng đọc. Ta là ai hộ phan người Nam Giam Đức Bắc, đôi lúc chợt bàng hoàng phải trăng năm số 8. Thằng lính gác ở ngoài nó bảo, này anh nghe tên gì vậy? Tôi không biết hỏi ai, vì các cái trại nó chuyển hết trại, là A trại B trại C từ Long Sơn lên Thanh Trọng, nó cứ chuyển đi. Nhiều khi nó chuyển nửa đêm nó kéo ngồi cùng ra tự đem đi bắn, nhưng mà nó đi dẫn đi, nó đến dẫn đi 2-3 tiếng rồi nó nhốt cái phòng đằng sau. Không có mất ý niệm thời gian, mất ý niệm về nơi trốn, mất ý niệm tất cả. Thì trong những cảnh như vậy, thưa với ta có phần phải tu thiền tu đạo gì hết, tôi phải tự cứu. Tôi cứu bằng cách mà tôi đùa chơi với chính khổ đau của mình. Đêm đêm thăm thập lệnh công, làm thơ trên 10 ngón tay tính nhẫm. Đó là cái cách của Nguyễn Chí Thiện. Thành từ ở đây tôi nói rằng người ta rất tàn nhẫn. Người ta bảo ông cấp thơ, ông cấp thơ của ai ở trời. Thì lúc đó thì tôi cũng làm thơ, mà tôi làm rất nhiều, mà tôi mới yên cuông đêm tận thất thanh, mà biến thành có nhiều người đọc là phải thơ ông mà hay á. Hay không, nhưng mà chắc chắn là thơ tôi là thơ thật. Ôi con đau đớn giờ giao thừa, ngoài trời rơi nhỏ hạt sa mưa, mất cả cuộc đời không ánh lửa, giao thừa lắc nhẹ cái cùng vua, ngồi lắc lắc cái cùng chơi. Bây giờ trong trường hợp đó khóc à, la than phiền à, kêu cứu à, làm gì? Thì đùa chơi với chính ngay bản thân mình, đùa chơi ngay với cái cảnh khổ của mình. Vâng, thưa anh, ngoài cái chuyện mà anh vừa mới nói, có một cái chuyện khác thì không biết là thật hay là không, nhưng mà nghe cụ Tú kể lại là ông cụ anh vào thăm anh nhưng mà anh không tiếp. À, cái này á thì nói rõ thế này, tôi nhớ đó, tức là ông vào thăm tôi đâu khoảng tháng 5 1980, lúc tôi còn ở trại Lam Sơn. Trại Lam Sơn là cái trại mà nhốt của Cù Huy, Hà Vũ, Lội Đinh này. Thì phải nói thế này, ông muốn vào thăm tôi thì không phải ông tới trại giam, mà ông phải xin đâu ở ngoài cục trại giam ngoài Hà Nội á, không biết nó làm cái gì mà dữ dằn vậy. Thì ông đi vào, nó chỉ cho tôi 10 phút. Thì tôi đi ra, thì tôi nói không phải vất vả quá, mà biết ba vô thăm đi như thế này vô ích thôi, ba khỏi thăm con đi. Đó, nói được thật. Chứ cũng nói đến từ chối vì là người cha cộng sản đối với, nhưng tôi hiểu hơn ai hết. Vì sao? Vì ông là bằng trung học, có ông lý trưởng đánh bị Tây Bắc ra ở Cam Năm Bố Hải Phòng, mà cái tội mà bị Tây Bắc đó là cái tội nó giết ấy. Mà may quá nó hiểu sao, vì ông cũng có quen biết những chẳng hạn như cỡ ông Hà Vân Lâu rồi về học lớp với ông, xin cho ông nghĩ ông cũng căng, cho nên nó bắt ông ở lại 27 Cầu Đất Hải Phòng, nó không cho vào Nam. Mãi đến sau 75 nó mới cho ông vào Nam làm chức phó phường ở quận 10, như là nó không giết cho là may. Thành từ đến ông muốn đi thăm tôi thì vô ích. Thế nên tôi nói với ông ấy, đó, tôi nói với ông ấy, bà phụ bà đừng thăm này. Thì tôi đi vào, tôi vinh cho 10 phút thì mới nói được vậy. Đấy, tức là anh có nói với ông cụ điều đó? Có nói. Thế nhớ rồi người thế ở trung trại, nó hỏi thế mà ông làm sao mà ông đi thăm già, ông nghe nói cũng ghê gớm lắm mà. Nó không có gì hết, tôi không gặp đâu. Đó thì tôi trả lời vậy cho xong, thì nó mới bung ra, nó bảo cái chuyện từ chối gặp ông cụ đâu vậy. Thì gặp để làm cái gì bây giờ? Cũng vui thôi. Đó, còn nói cái chuyện mà nói vì tuyên bố vì cha là cộng sản, vậy thì cái chuyện đó thì ai lớn biết, mà nói ra cũng vô ích, mà nói để làm gì, dạy
mấy con đi thăm nuôi cũng giải quyết gì được hết. Có thế thôi. Đó, đó là lần tôi có gặp ông già tôi ở trại năm Long Sơn, hình như là tháng 5, năm 1980. Thì anh thấy cảm xúc của ông cụ như thế nào? Thế ông ấy cũng vậy thôi. Ông cũng bất lực. Ông cũng bất lực kìa. Chứ ông làm được cái gì bây giờ? Ông làm được cái gì bây giờ? Hơn nữa, ông không thể nào từ chối cái căn cứ cộng sản của ông được. Vì ông từ chối như vậy, ông từ chối người bản thân của ông. Và tôi đã nói lại, em tôi chết, em tôi Phan Thị Phương Khanh, chết 1976, chết ngày Đại hội Đảng. Thế ông ấy bảo là chết ngày Đại hội Đảng như vậy ấy, là hình thức phản kháng. Đó. Thành thứ với một cái tâm lý đó, với một cái quan điểm chính trị đó, và như là tôi đã nói với anh ở trước, là sau năm trong cải cách ruộng đất có nhiều người tự tử mà không dám tự tử, tự tử còn bị mang tội nữa, và đứa con của địa chủ 2-3 tuổi cũng bị mang cái tội về địa chủ, rồi khi cái người thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá cho cùng khoa cũng bị cái tội nữa đó. Thế thì ở đây phải là cộng sản không, tôi nghĩ ở đây là cái gì vậy? Ở đây là một cái chế độ nó đầy ải con người một cách lạ lùng, nó đầy ải con người một cách lạ lùng. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư 1 tháng 9 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày đầy thú vị, ấm áp. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.